Chào đón quý vị và các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả mà có hôn chưa? Chưa, làm trai còn chưa. Em thấy đa phần hôn là con trai phải chủ động, mà giờ con trai không biết thì kỳ quá. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu đi bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Việt Trinh, năm nay em 23 tuổi, 8 tháng. Em là nhân viên văn phòng và em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn nam. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tên em là Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1988. Em quê Thanh Hóa, đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Công việc em bảo trì máy ạ. Làm ở công ty có đông bạn gái không? Cũng nhiều rồi anh. Nhiều. Không lẽ không có để ý cô nào hả? Tại em nhát quá. Em nhát hả? Vâng. Nhưng mà có mối tình nào chưa? Có anh ạ. 20 tình rưỡi ạ. 20 tình rưỡi rồi. Rưỡi đó là sao? Đó là một 20 tình kia mình có biểu hiện tình cảm rồi, còn một mối tình là chưa biểu hiện. À, nhưng chưa biểu hiện thì sao biết nó là mối tình? Mình cũng có ý chơi rồi. Có hùng chưa? Chưa. Nắm tay còn chưa. Chưa nắm tay luôn hả? Quen bao lâu mà chưa nắm tay? Được 3 tháng ấy. Còn hai mối tình trước, có mối tình nào dài không? Có, sinh viên dài cũng được nửa năm. Nửa năm cũng đâu có dài đâu. Dài quá. Nửa năm có hùng chưa? Thơm má. Thơm má thôi hả? Là cuối cùng đó giờ có hùng được ai chưa? Chưa, vẫn đang còn chưa biết hôn. Thôi thôi. Chưa biết hôn luôn. Trời, ông này ông nhát thiệt ta. Nãy giờ nghe bạn trai kia chia sẻ chưa có hùng bạn gái nào hết, còn em thì sao? Dạ em có một mối tình, có hùng rồi. Có hùng rồi, vậy là hơn bên kia, có kinh nghiệm hơn rồi. Dạ. Chứ sau này hai mình có hùng nhau thì nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn kia. Tại vì em thấy đa phần hùng là con trai phải chủ động, mà giờ con trai không biết thì tự đi học với em chị thấy nó kỳ quá. Bậy, cái đó đâu có học được em. Không lẽ giờ muốn hùng em ta phải đi tới chỗ học hùng người khác rồi mới qua hùng em. Nhưng mà tôi hỏi bạn trai nè, lý do bạn nhát gì không chắc đi là một lý do để chia tay đúng không bạn gái đúng không? Không. Cái lý do là sao chia tay bạn gái? Chia tay do bạn chơi em mà không có chiều chuộng ga lăng. Cụ thể là chuyện gì mà bạn không ga lăng? Ví dụ bạn rủ mình chở bạn đi mua sắm, mình ok chở. Nhưng mình không thích đưa tiền trả. Bạn gái mình đi shopping mua đồ mình trả chứ có sao đâu. Ví dụ mình rủ bạn mua sắm thì mình sẽ trả. À rủ mới trả đúng không? Có nghĩa là người ta chủ động thì người ta mới trả. Thì nhiều khi cũng thông cảm, người ta không có chủ động, tự nhiên kêu chở đi giùm cái tới bắt người ta tiền đâu người ta trả. Nhưng mà không, chị cho hỏi bạn trai một câu nữa. Ví dụ mà mình lấy nhau đó, mà vợ bạn đó thì đi mua sắm lấy tiền bạn trả được không? Ấy nhau biết đâu mình vợ anh giữ hết tiền đâu trả ai. Đó, cái chủ yếu là mình muốn chốt lại cái chỗ đó thôi. Bạn nữ nghe bạn nam chia sẻ rõ là đúng không? Dạ rồi. Thôi vậy em nói về bản thân mình một xíu. Mình có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em hả? Là em rất là khỏe. Em có thể bưng một cái bình nước 21 lít mà từ dưới tầng trệt lên tới lầu 3 không có nghỉ luôn, đi thẳng lên luôn. Em rất là khỏe. Tướng nhỏ nhắn nhưng mà khỏe dữ vậy hả? Dạ, cái này gọi là trâu chứ không phải người. Trâu chứ không phải người. Trâu thôi. Bên này có thể bưng một cái thùng nước 21 lít từ lầu 1 đến lầu 3 đi một hơi không có thở. Không thở sao sống nổi. Là lên tới nơi không có thở dồn dập. Bạn trai này yếu nhút nhát lắm. Nói chung là đánh bạn từ sáng tới chiều không thở luôn đó. Được không? Chắc chết quá. Chắc chết quá hả? Rồi ngoài cái dịu mạnh đó ra mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ kiểu giống vậy đó. Còn một cái nhược điểm của em đó là nói chung là chia sẻ nhỏ chút xíu. Đó là em con gái mà tay em rất là nhiều lông. Lông như lông khỉ vậy đó. Nói chung là mạnh thì mạnh như trâu mà lông như lông khỉ vậy đó. Có chị thấy không? Có chị lông gì đó. Đâu bình thường. Nhìn không, tay chị cũng đó. Lông nè. Đó có sao đâu. Không có vấn đề gì hết. Dạ không. Bạn trai thấy sao bạn trai? Em cũng chưa tiến hóa hết rồi. Rồi bây giờ vậy. Bạn trai hãy nói khuyết điểm của mình giống như bạn gái nãy đi. Ưu điểm em nhớ dai và cũng nhanh quên. Nhớ dai mà hay quên là sao? Không hiểu luôn. Cái nào vui không bao giờ quên. Có chuyện là mình không thấy vui rồi mai quên rồi. Thế là được á. Mượn nợ người ta thì là quên mà người ta mượn mình nhớ dai. Thế là ưu điểm em không có nhiều. Còn nhược điểm em thì sợ con gái khóc rồi. Họ khóc và mình trước mặt mình là mình không biết làm gì cả. Mình thôi bạn bảo gì cũng được. Bây giờ bạn muốn tìm bạn gái thế nào? Em thì muốn tìm bạn gái thật thà, ăn mặc thì giản dị và mập chút. Mập chút để gì? Tại nhìn mập mình thích. Thích mập ha? Vâng. Không thích gì con gái? Em không thích con gái phấn son quá nhiều nhạt. Hai là hai mối xấu người khác là em không thích. Đây đưa ra cầu rồi đó. Rồi gái em có yêu cầu gì bạn trai mình là mẫu người như thế nào? Dạ thì em
Em muốn bạn trai của em là cao trên 1m72, là chính xác là con trai, là con trai 100%, chứ nếu như con trai không có con trai 100%, lấy về cũng không bằng ăn được. Em muốn bằng ăn cái gì? Cái gì nữa không? Dạ em thích con trai đeo kính. Bên nó có kính không vậy? Em cứ cận em không mang kính gì ạ. Với lại là những con trai mà kiểu như là mạnh dạn quá, như là nó không thích đó. Mạnh dạn thôi em, yên tâm đi. Em mới vừa nói em muốn con trai 100%, mà giờ em nói là mạnh dạn quá em không thích, kiểu như là mới quen hay là chưa xong, gì hết mà gọi là sổ sàng vô chụp cắn rồi. Tụi vậy đó, bạn trai này nhát lắm, nó nói hung người ta còn chưa hung nữa mà, không có dám đâu. Em bị cắn, ai cắn chưa? Dạ không, tại vì em thấy đa phần con trai bây giờ là kỳ lắm, giống như kiểu như là hẹn đi chơi là ta hay hẹn đi chơi tối khuya là khuya rồi hả, thích vô với những cái chỗ tối rồi nói chung là mục đích nó rủ mình đi để làm cái gì đó. Cái này em cũng nói thẳng, em chia sẻ thẳng luôn, mới quen thì rủ đi chơi xa em sẽ không đi, với lại là đi chơi quá khuya em cũng sẽ không đi. Không đi rủ vô tối không vô. Tối mà tối sạch sẽ thì được. Tối sạch sẽ tối sạch sẽ, tối không sạch sẽ nữa. Có đâu, bạn trai mình hiền lắm, nhớ chút chị anh Hùng nha. Dạ. Đó, nhớ là hứa rồi nha. Đó, em nghe chưa? Trời ơi, ông này dài dữ ta. Cao mét mấy? Em mét 79. Hèn chi đứng lên chị coi. Mạnh, ốm, cao mà có mạnh khỏe không? Dạ, em thì cái motor 20kg em mình khiêng được chị. Rồi, được rồi, ngồi xuống đi. Cổ hơi bị mặc cảm là tại vì cái tay của cổ lông nhiều lắm. Đưa qua tay qua coi. Đưa cái tay cũng nhiều. Đưa cái tay qua coi. Kiểm tra tay trước khi kiểm tra mặt. Thôi rồi, bình thường ấy. Đâu. Bình thường, trời đẹp nữa mà. Nha, tự tin lên nha, có gì đâu. Cô gái kia rất là xinh xắn nha. Tiếp. Chừng nào mới tính tới kế hoạch kết hôn được? Hai bên gia đình đồng ý thì mình đến với nhau thôi, thì mình cũng lớn tuổi rồi. Rồi gia đình không đồng ý thì sao? Thì cũng do hai người thôi, có quyền bố mẹ một, còn quyền của mình là 10 mà. Gàng quá ha, nói gàng quá ha. Có cần phải làm dâu không? Không, lấy em mình chờ mình làm việc xa nhà đâu em làm dâu gì. Rồi. Được rồi. Vấn đề là giờ hỏi ý kiến người thân thử xem coi ta có góp ý gì không ha. Em có đi với ai không? Em đi chị dâu với em gái ạ. À, có chị dâu hả? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì chị thấy rằng là cái cô gái bên này khá là xinh. Cái thái độ về cái chuyện hẹn hò này khá là nghiêm túc đấy. Còn em chị ấy thì nói chung là cũng 28, 29 tuổi rồi. Mới lại chú ấy thì thứ nhất là cao và gầy. Mong là có một người về để vỗ béo lên nhìn cho nó xinh trai tí. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với bạn ạ. À, chào bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Thì em thấy Trinh nó là một người rất là chăm chỉ. Còn những gì mà bạn trai này yêu cầu một người phụ nữ thì Trinh là ok. Thì theo em đánh giá thì bạn trai cũng là một người rất là lịch sự. Mình thì mình thấy là với nhu cầu về tìm hiểu người yêu thì hai người là khá là hợp nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau ha. Kéo mà đúng theo yêu cầu. Yêu cầu sao có vậy? Khác nãy liền ha. Mình có muốn trai rồi, tặng bạn. Cảm ơn. Sao em nhìn ảnh sao? Giống như ý em không? Được không em? Người đeo mắt kiến, có người đeo mắt kiến. Thích cao, có cao. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? À, tiên có bấm nút không? Tự nhiên mới mở màn lên rồi tiên có bấm nút không là sao cô? Tại vì anh hỏi kêu em hỏi vậy, em không biết hỏi gì ảnh cho nên em tìm kêu em hỏi đại. Nói chứ thôi để tôi gặp người thật đi. Đó, này mặt kiến anh mượn thôi. Bây giờ người thật gì thật nè ha. Để cho nó thoải mái hơn. Nhát lắm, bạn trai nhát lắm. Khi nói chuyện với bạn hay là thì mình cũng... Anh em đi, trời ơi anh sao mà cứ bạn hoài. Bây giờ hình như em hơi hồi hộp đó. Bây giờ hát bài nào tặng cô gái đi. Kể đó, hát gây ấn tượng nào. Chúng ta đi quý vị. Em hát đây chạy hết rồi. Kể đó. Hát đi em, câu gì cũng được hết á. Để mình lấy bình tĩnh lại. Tỏ tình với bạn gái đi. Hát đi em. Em hát ở đây chạy hết. Anh đứng kế bên trong sao đâu, trời ơi đừng có sợ. Em hát đi em. Em hát là dở nhất cho có đất luôn. Kể đó. Anh hát cho em nghe bài đi. Đó, thấy chưa. Hát đi em nào. 2, 3. Nguyện làm mơ cho em, nguyện yêu em suốt đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Hết rồi đó hả? Thôi cái này. Hàng chi không có bầu là phải rồi. Không hát thì không hay, nhưng mà cái lời bài hát nó có ý nghĩa là được rồi. Ghi nhận. Em hát cho mình nghe bài không? Mình cái gì mình quản. Em hát cho mình nghe bài đi. Gì cũng mắc cỡ nữa. Vậy sao đi cua được vợ được? Rồi hát đi em.
Chào cái ca này khó quá. À, dạ thì đúng thì em không phải sở trường hát, em hát cũng rất là dở. Không, nhưng chắc mà là hát hay hơn ảnh mà. Em cũng sẽ cố gắng, nhưng mà em sẽ cố gắng phấn đấu. Ba là con cá mập, mẹ là con cá heo, con là con cá cùng, ba con cá hung hăng, nuốt hết một con bò. Mấy mốt em sẽ ru anh ngủ bằng bài này. Hai đứa về làm clip tung lên mạng đi, coi đông lắm á. Thôi, khỏi hát luôn. Đó, được rồi. Khó quá, bỏ qua gì mình cũng nói chuyện tâm tình đi. Cái công việc của mình khá nhiều thời gian. Mình nếu mình có đến được với nhau, mình chỉ có gặp nhau một tháng hai lần thôi. Bạn có thể được không? Dạ theo em á thì em nghĩ là tình yêu nó dựa trên là cái sự tôn trọng và là tin tưởng. Cho nên cái vấn đề mà gặp nhau nhiều hay ít nó không quan trọng. Quan trọng là ở hai người. Dạ vậy thôi à. Rồi vậy thôi. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, nãy chị nói rồi, cũng hứa rồi, giờ nắm tay nhau. Rồi. Sao phải nắm luôn. Nắm vậy? Đi mạnh dạn lên. Đó. Nói rồi. Nắm tay nói gì vậy? Nói là em chỉ anh Hùng à, em chỉ anh Hùng đi. Thôi. Từ từ học đi. Tham gia bọn hôm nay đi. Không. Có mùi gì? Dâu rồi. Hả? Dâu rồi. Hồi nãy em hứa em nói em tập ảnh hung mà bây giờ em hung nhưng mà ảnh hung em rồi em phải hung lại ảnh chứ, đúng không? Mình mạnh mẽ mà. Ừ, mạnh mẽ lên, đúng rồi. Cái đó là hung hay là hửi vậy? Hy vọng rằng các bạn sẽ đi đến hôn nhân một ngày sớm nhất. Sớm báo tin mừng cho chúng tôi nha. Đây. Biết sao có con không? Biết đây. Biết hả? Ừ, biết được. À, mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác. Những cái run rẩy nhưng mà hết sức là chân thành. Đúng rồi, có niềm vui đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha quý vị. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào bạn với chào khán giả. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tido. Thương vụ là sao bạn? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ con chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau cũng gần quá ha. Con nửa đường ở đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gà xa đâu, giờ tình yêu cái gì cũng tới trơn á. Thôi mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi quốc trị. Dạ cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không chị? Dạ có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Tại sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải? Mình là ở rể thì là gia lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm, nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý chạy heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng lại mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi, sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được 1 tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ em nói với mẹ thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Bọn con chia tay khi con của con khoảng hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần.
lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng không? Với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để hai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Ôi, nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn. Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào không? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong là bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết, ăn thua là mình yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo gì đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cái cách đối xử giữa gia đình hai bên, và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Dạ. Chào chú. Chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới, sinh sống dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thuyền theo lái gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu, con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì thôi. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông? Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. Sao? Phúc chị. Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng thề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại em cũng làm việc thị trường thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái có yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn. Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Con bà ngoại thương con quá, em quan tâm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa. Mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Vậy nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu, bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong em mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu? Dạ rồi? Chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất, rồi cái nếu được lại mua đất em cắt nhà luôn. Rồi tốt quá. Nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở muốn mở thêm thì mở tiệm tóc. Vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ rồi, mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em đi với ai? Dạ, ngay em kết nghĩa, đăng ký toàn diện chương trình cho em. Em kết nghĩa hả? Dạ. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào em. Con là em của anh Trị, thân như là anh em ruột trong gia đình. Thấy cái quan điểm của chị với quan điểm của anh là khá là giống nhau. Theo nhìn chung về hướng tương lai xa là có thể đi đến với nhau được. Cảm ơn em. Mình bạn đi với... nữ đi với ai? Dạ có, con đi với bạn thân của con. Rồi, bạn thân rồi, luôn. Bạn thân luôn. Con chào cô Cát Tường. Rồi, chào con. Con chào chú Hoàng Linh. Em có một câu hỏi vui đối với anh là anh nói là anh không có thích là bạn gái cao, tại vì mình là con trai mà mình đứng thấp hơn thì cũng kỳ. Vậy nếu như mà bạn của em thật sự là cao hơn anh thì anh tính sao? Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái đúng rồi. Suốt đời và lâu dài được. Trai rất là chín chắn. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai bạn nên gặp nhau đi. Rồi, các bạn có thể trò chuyện với nhau. Chào anh. Chào em.
Em muốn hỏi anh một câu. Tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên không luôn. Học nghề, học lên đại học ạ. Đã chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm lên hàng đầu. Với bánh anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia. Chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã hết rồi vậy mà. Nếu mà nói không hết rồi thì thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không hết. Thì nếu anh thương em, lộn, em thương anh thì em ít mặt một cái tí. Vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Ý nghĩa món quà em mở được không ạ? Được. Cái món quà này á là 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói em là món quà này anh tặng. Không 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 không, thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nữa mua để dành, nào có bạn gái mới tặng. Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ dạ anh lo xa. Thấy cái gì được, ý nghĩa là mua cất đó, còn tặng ai chưa biết. Dạ. Rồi, mở ra xem. Em mở nhé. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Rồi, cảm ơn anh. Mà ghi truyền ạ. Rất là đẹp ạ. Chị hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. À, con hơi chậm trong việc bấm nút. Dạ. Chú lo ha. Em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em thấy nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. À. Mà. Cảm ơn cô chú ạ. À. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Dạ. Và bây giờ thời lượng phát sóng đã hết. Các Tường và Quyền Linh xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của lần sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.